còn thích thật đấy. Chàng không phải lo, Hiếp sẽ xin cho chàng một đàn con luôn. Ui, thật nhé. Trẻ con á? Mẹ. Cái gì? Mẹ nghĩ cách gì đi? Thế mày muốn mẹ nghĩ cách gì? Không biết đâu. Mẹ nghĩ cách đi, nghĩ đi. Gì đấy? Mẹ có cách rồi, mày cứ yên tâm. Đi. Cách gì chứ? Sao mãi mà chả đến nha? La 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 la. À, đôi giày đây rồi. À, tôi bị kẹt chân rồi, cứu tôi với. Này, à, cô ơi, cứu tôi, đẩy xe lên giúp tôi với. Được rồi, đau quá. Chờ tôi chút. Nhanh 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 nhanh. Ây da, cô ơi, này, cứu, này, cứu cứu cứu. Anh, ây da, có sao không? Này anh, chân tôi đau quá cô ạ. À. Thả tôi ra, anh làm gì đây, đồ khốn nạn. Buông tôi ra, thả ra. Đúng rồi, ôi ôi chị. Cô, cô dám. Này anh Hoài, chàng sao đấy? Nàng tự xem đi. Chàng lấy hình ảnh ở đâu ra vậy? Ban ngày ban mặt nàng còn đi lén lút, ríu ra ríu rít đâm sau lưng ta. Không, chàng hiểu nhầm rồi. Không, không có chuyện đó đâu. Không phải mà. Chàng nghe ta nói đã. Bằng chứng ta... rõ ràng, nàng còn chối nữa. Chàng tin ta đi mà. Bỏ ra, ta không muốn nhìn thấy mặt nàng nữa. Nàng đi đi. Nàng đừng có giở bộ mặt giả tạo nữa. Nàng đi đi. Đi. Tại sao chàng lại không tin tưởng ta chứ? Anh Hoàng, sao cuộc đời lại bất công với tôi như vậy chứ? Tôi có xấu xa đến đâu mà sao cô lại đâm sau lưng tôi chứ? Cám, để em uống phụ cho. Tấm, nàng quay lại rồi sao? Tấm, ta yêu nàng nhiều lắm. Cám, sao lại là em? Đâu, em là Tấm, là vợ của chàng mà. Đúng là Tấm rồi. Tấm, ta xin lỗi nàng. Ấy chà, mẹ em đang ngồi xơi trà xơi nước à? Con nhìn đi. Cái này là cái gì đấy ạ? Đứa bé nào đây? Con của anh đấy. Chẳng lẽ Tấm, ta yêu nàng nhiều lắm. Cám, sao lại là em? Đâu, em là Tấm, là vợ của chàng mà. Đúng là Tấm rồi. Tấm, ta xin lỗi nàng. Cám, em yên tâm đi, anh hứa sẽ chịu trách nhiệm. Thật á? Vâng, thật á. Từ giờ hai người cứ ở lại đây, mọi thứ con sẽ lo. Đấy, vợ con của con đấy. Ôi trời ơi. Cám ơi. Từ giờ mình sẽ bắt đầu cuộc sống ở đây. Sáu tháng sau, Ý xời, trời hôm nay trông xanh thế con nhỉ? Mẹ ơi, con đeo cái này cộm quá, không biết phải đeo đến bao giờ. Cố gắng con ạ, vì tương lai của chúng ta. Ái chà, gì đâm đó mẹ? Biết rồi. Con, ứng lên. Cẩn thận. Ây dồi ôi, cẩn thận con nha. Từ từ thôi. Ui cha bà ơi, sao lại gặp nhau thế này? Người quen. Con chào mẹ. Em Cám, em lấy chồng rồi sao? Em có bầu với ai đấy? Dạ, không dám nhận. Có bầu với ai ở đây nữa? Vua của nước này
Đúng rồi đấy. Mà giữa hoang. Có bầu à? Này, giữa hoang à? Đi bỏ một thời gian, chắc là lại đi lấy cái thằng Tây Ba Lô nào kiếm tiền đi đúng không? Mọi người đừng động vào con của con. Mau ra đây, chữa hoang thế này để mẹ dạy mày một bài học nha. Đi ra đi. Mẹ, con gái mất mẹ. Nết. Không biết Tấm dạo này sống thế nào. Dạ, ta phải tìm thử xem sao. Mày chữa hoang này, không biết thể diện này. Nè, nè, anh Hoàng tới. Ôi trời, con có sao không? Hoàng thủ, dừng tay lại. Sao mày lại hãm hại con gái tao? Cám, có sao không? Là nó đánh con Cám. Cám, đứng dậy đã. Cẩn thận đó con. Cô có bầu rồi sao? Chắc cái thai đó là của hắn ta chứ gì. Đúng rồi đó anh. Mà thôi, tôi cũng chả quan tâm. Từ lần sau cô mà đụng đến Cám á, thì đừng có trách tôi. Biết chưa? Đi về thôi Cám. Đi thôi phu nhân. Anh Hoàng, wow, đúng là. Mẹ ơi, cái này nó cộm quá, con chỉ muốn bước ra thôi. Đi, đi im con. Nó mà biết, chết đi. Nhờ cái thai giả này, mẹ con mình được sống trong hoàng cung, được ăn tiêu thả ga đó biết không. Con cố gắng chịu khổ một thời gian thôi. Con khát nước, con khát nước. Có nước. Này, tí nữa nó về, có khét chỗ này đi. Không, nó biết là bầu bí ăn cái này không tốt đâu. Nô, ngươi đi điều tra cho ta. Vâng ạ. Tết năm nay là được gặp nhau rồi đấy. Ơ, gặp nhau nào? Mình lại gặp nhau rồi nè. Tấm mà, bụng cũng to thế nhờ. Tấm, mẹ nói nhỏ với con điều này nha. Con rời khỏi vương quốc này đi. Tại sao con phải rời khỏi vương quốc này à? Sao chẳng cái nỗi gì? Sao lại ở trên trời rồi? Con chị à, đi xa đi. Đi xa tiếp đi, đi đi. Ở đây ngứa mắt mẹ con em lắm. Đúng rồi con ạ. Đi xa xa một tí cho cái thai này nó còn phát triển. Chứ ở đây á, tụt hậu lạc hậu lắm. Không, con không đi đâu hết. Không đi á? Thế thì muốn mẹ cho con vuông hay là cả mẹ cả con đều ngồi trong cái hộp vuông đét hở? Thế nào? Không, con không đi đâu hết. Không đi á? Này, mày không nghe theo tao thì cả mày với nó đều phải chết. Mẹ, mày dừng lại. Mấy người giỏi lắm. Anh Hoàng, mày đây này, đây này. Chị Tâm bắt nạt em. Đúng rồi, cái con này á, nó định làm hại con của con đấy. Đúng rồi, còn đánh em nữa cơ. Hai người vẫn chưa chịu dừng lại ư? Dừng cái gì cơ? Nghe chả hiểu gì nhờ. Mình có đi xe đâu mà dừng lại. Vẫn chối cãi à? Sao lại chối cãi nhờ? Ngươi vào đi. Hoàng thượng à? Người này là ai đấy? Bọn ta không có quen. Tên nào? Ở Thảo Cầm Viên chạy ra đây à? Chính hai người đã thuê ta hãm hại Tấm. Giờ còn chối à? Hai người? Tại sao hai người lại làm vậy chứ? Ta... Làm sao giờ mẹ? Con gái, nó sắp sinh. Nó sắp sinh rồi. Mau đi đi bệnh viện đi. Cái bụng giả mà cũng đâu đẻ được sao? Đừng có giả vơ nữa. Giả ôi nào? Anh đúng là đau quá mẹ ơi. Em sắp đẻ rồi, anh không thương em à? Anh đúng là. Rồi, rồi. Xong rồi. Mày xong rồi. Hai người tội đáng chém đầu quên. Chém đầu. Chém. Đuổi theo cho ta. Vâng. Tấm, ta xin lỗi vì đã hiểu nhầm nàng. Thế còn cái thai này thì là thật sao? Yeah, ta được làm bố rồi. Tấm, cảm ơn nàng. Thôi đi về nhà, ta sẽ tắm bổ cho nàng. Dạ. Cẩn thận. Vũ trụ của người ta là màu đen huyền bí. Vũ trụ của anh bé tí thu nhỏ lại là em. Chàng cứ thế được. Nó đang đạp này. Nàng đừng có chơi trốn tìm với ta nữa nhé. Tại sao người lại được hạnh phúc như vậy? Hai người về trước đi. Chủ nhân thì sao ạ? Kệ ta. Mau đi đi. Vâng. Hả? Hình như có người kêu cứu. Nàng ở đây đợi ta nhé. Này, cứu tôi với, đau quá. Này cô gái, đứng dậy trước đi.
cô làm sao đấy? Cái bụng của tôi. Này, cô ơi, tỉnh lại đi. Thôi được rồi, để tôi đưa cô về nhà. Kìa, sao chàng lại bỏ ta? Hoàng, im mồm vào và đi theo bọn ta. Cầm lấy. Các người là ai? Các người, thả ta ra! Thả ta ra! Cô ơi, cô tỉnh lại đi. Ta cảm ơn chàng đã cứu ta một mạng. Không có gì, tỉnh lại là tốt rồi. Thế nhà cô ở đâu để ta đưa cô về? Ta... Này, cô ơi, sao chưa nói đã ngất rồi? Thả ta ra, thả ta ra. Trật tự ngay, người có hét nữa cũng không ai tới cứu đâu. Mẹ ơi, nó vác con cá đi đâu vậy? Ai biết. Hay nó mang đi làm cá ôm dưa nhỉ? Mẹ, con có ý kiến, mình đi đào tiếp ra ma cá nhỉ? Về đăng phây có mà nổi như cô biết. Người đã biết tội của mình chưa? Ta làm gì các ngươi? Ngươi không làm gì cả, nhưng mà chủ nhân ta ghét, chướng mắt, bắt có được không? Quay đi. Tin này mà đăng lên là hot hòn hòn luôn mẹ nhé. Drama càng ghét. Xong chưa con? Về đi, không lấy biết nó bắt chết. Quả này nổi như bèo luôn. Cổ thân, bụng mang dạ chữa, sắp đẻ đến nơi rồi. Để con đăng luôn cho nóng. Để con bắt trộm wifi nhà này. Được rồi kia. Đăng đi. Nét luôn, càng đét. Hả? Cái gì đây? Sao lại bắt nàng tiên cá của ta? Hóa thật đấy. Chia sẻ mạnh tay lên các bạn ơi. Đúng là drama có khác con nhờ. Mẹ con cám. Cô hãy đợi ta ở đây nhé. Ta phải đi cứu nàng tiên cá của ta trước đã. Ý trời ơi, thế là hôm nay bội thu rồi. Ê, từ, hai mẹ con các người thấy nàng tiên cá ở đâu? Hả? Nàng tiên cá nào? Nàng tiên cá các người vừa ấp lên này. Còn hỏi nữa. Cái con cá chép ôm dưa này hả? À, thì là nó bị mấy tên lính đỏ treo trên ngọn cây kia kìa. Hả? Dẫn ta tới đó, mau lên. Ôi, không đi đâu. Thế rốt cuộc đã tới chỗ nàng chưa? Kìa kìa, từ, ui. Con cá đấy, thấy chưa? Bọn này to gan thật, đi thôi. Lại phải đi cùng nữa à? Thả nàng tiên cá của ta ra. Thả đi. Các người dám đến địa bàn của chủ nhân ta. Ui, nó dí súng vào đầu mẹ con mình kìa. Mày dí súng vào đầu anh Hoàng ấy. Bọn tao không biết gì đâu, chỉ đi hóng hớt thôi. Sao? Hoàng thượng à, ta ở đây cơ mà. Hả? Cô sao người lại bắt nàng tiên cá của ta? Người biết ta giúp người như nào mà. Vì ta thích chàng mà. Nhưng ta chỉ thích nàng tiên cá thôi. Vậy sao? Xử. Hả? Ngươi định làm gì? Quay. Mẹ ơi, tin này còn hot hơn tin vừa nãy nữa. Mẹ đứng vào đây để vào được khung hình. Được rồi, quay đi. Gây cấn quá. Bắn nhau đi. Nổ súng luôn đi. Đứng đây thể hiện à. Mọi người vào ủng hộ và share cho mình nha. Ý trời. Anh Hoàng, đứng sát vào 30cm nữa cho vừa cái khung hình. Cái thằng áo đỏ này, mày tránh ra coi. Mày đứng đó làm gì? Nổ thì nổ luôn đi, còn đứng đó. Em có làm cái gì đâu. Nhìn nhà như nhốt. Người ta quay có một tí thôi mà đòi dí súng vào đầu, đã còn lườm nữa. Thôi lại nấp vậy. Nếu như hôm nay nàng tiên cá chết thì chàng sẽ yêu ta đúng không? Không, chàng ơi, đừng. Ta cầu xin ngươi, đừng làm hại nàng tiên cá. Đừng hại. Đừng làm hại sao? Hả? Nàng tiên cá. Ôi, các bạn ơi, một người chết rồi, bị bắn rồi. Thật là một chuyện tình cảm động. Búp bê đúng là đồ độc ác mà. Ác thế. Các bạn ơi xem đi, cố đẩy lên cho mình tin hot nhất trong ngày hôm nay nha. Ồ, cái gì đây? Chị Cám ơi, thằng áo đỏ nó cầm súng giả đấy, không phải sợ đâu. Ồ, thế hả? Anh Hoàng ơi, nó cầm súng giả đấy, không phải sợ đâu. Ui. À, cô Cám kia, cái điện thoại tao mua cho mày đâu? Súng giả của các người. Mẹ ơi,
Dream rồi. Vừa đập hộp được một tháng đấy. Cái thằng áo đỏ. Sư gia mày. Mày có biết mày vừa làm cái gì không hả? Bỏ xuống. Tao vừa mua cho nó đấy. Bỏ xuống. Mất tiền. Mất tiền đấy. Ai dạy mày cách cầm súng thế? Lớn rồi phải biết cách cầm cho tử tế. Mang tiếng là thằng áo đỏ mà để tao dạy à? Đây này, bắt bắt, rõ chưa? Bum, chết chưa? Nằm xuống. Rồi. Đây, nó phải thế. Telephone nơi tao báo thù cho mày được rồi. Ngươi vừa làm cái trò gì đấy? Tao mới làm gì đâu, mẹ tao làm mà. Mày, mày lại bắt tao đổ vỏ như thằng kia à? Này, ta đồng ý yêu nàng. Dạng cứ như vậy từ đầu có phải tốt không? Lại mối tình tay ba căng đét rồi. Quay đi. Còn có mấy đâu mà quay, quay mồm thôi. Nàng tiên cá, các ngươi, ngươi là đồ độc ác, dám lợi dụng lòng tốt của ta. Còn ngươi chắc không phản bội ta. Nể tình ngươi đang bầu bí nên ta tha cho một mạng. Đi nào nè. Thiếp không có chân, đi kiểu gì? Tao quên, đi thôi. Cha xin lại tiền mua điện thoại. Nãy thằng áo đỏ nó bắn nổ. Bành xác luôn. Mày có muốn tiền không? Thôi em không cần nữa. Coi như em tặng chị. Không làm drama nữa đâu. Chuồn thôi. Bụng của tôi. Chiu 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 chiu. Màu khủng quá. Giúp thiếp cầm đồ với. Nặng quá. Anh Hoàng ơi. Chết đi, chết đi. Nàng không thấy ta đang gánh tiền mà cứ phiền mãi. Anh Hoàng, anh Hoàng. Ồ. Ơ. Ồ. Chị Tâm nhà mình. Tâm. Ui. Ui dồi ui. Bọn thế này mà cầm nhiều đồ vậy. Ui. Cái thằng Hoàng kia. Thằng Hoàng. Lại đây mẹ bảo. Lại cái gì nữa? Còn có thấy vợ con đang bầu bí to thế này không hả? Không ra sách đồ hộ nó, còn đứng đấy mà chơi game à? Này, anh có phải đàn ông không? Nếu anh không phải đàn ông thì anh tự vác cái bụng mà đẻ đi. Bây giờ người ta đẻ cho anh mà anh lại còn như thế à? Anh đi mà anh cầm cái máy nằm ngang như thế kia là em đã thấy ngứa mắt rồi. Con người phải có ý thức, có giáo dục chứ. Bố mẹ anh không dạy được thì để bố mẹ em dạy. Lẹp bẹp. Anh bảo ai lẹp bẹp? Em làm gì mà anh bảo lẹp bẹp? Này, anh là chồng thì anh phải ôm mấy cái này đi chứ không phải em đâu. Anh dám bảo em lẹp bẹp hả? Cái điện thoại. Cam. Tránh ra. Ôi trời ơi, điện thoại của tôi. Ôi dồi ôi, điện thoại 15 Pro Max của con mới mua. Mẹ, mấy người thật là quá đáng. Con không chơi với mấy người nữa. Rồi con sẽ phải hối hận nha con nha. Rồi anh sẽ phải biết cái mùi của em. Bực mình ra, đi về con. Ôi dồi ơi, máy mình mới mua thế mà đã vỡ rồi. Đúng thật là phiền phức mà. Đã thế á, mày mình mua con máy khác, tấm hết nó luôn. Này, dậy. Dậy coi. Dậy đi. Dậy. Này, cậu là ai? Sao lại nằm đây? Đang mang bầu như thế này á, gió máy vào nguy hiểm lắm. Đúng rồi đấy. Bầu gì? Mấy anh này. Đứng dậy đi. Sao, đi về đi. Sao bụng của tôi với các anh lại to như thế này? Thế là cậu không biết à? Ở vương quốc này, đàn ông chúng ta là những người mang bầu, còn phụ nữ là trụ cột gia đình, đi làm kiếm tiền đấy. Mẹ nhà cậu được mấy tháng rồi? Ôi trời, tôi mang bầu thật sao? Thế thì cho mình hỏi là con gái hay con trai đây? À, đây rồi. Mẹ, sao con lại bị như thế này? Hay nha. Không ở nhà làm việc nhà đi còn la cà quán xá như thế này à? Kết giao với mấy người này là ai? Đi về. Này con, cậu ấy đang mang bầu ấy, bà nhẹ tay thôi. Nhẹ cái gì mà nhẹ? Bầu cũng phải làm. Đi. Mẹ. Bầu là lừa dạ. Bà này không có thai mà. Đúng là không có quả tim chẩn bù cho anh em mình nha.
Thôi đi về. Mẹ ơi từ từ thôi. Nhanh lên. Từ từ cái gì? Ở nhà giặt hết đống đồ này rồi thích đi đâu thì đi nhá. Mà mẹ ơi, con đã giặt đồ bao giờ đâu? Không biết thì phải giặt cho quen đi chứ. Giặt đi. Nhanh lên. Nhưng cái gì mà nhưng? Giặt đi. Có cái việc bầu bí thôi mà làm như nặng nhọc lắm ý. Sao mình lại mang bầu như thế này chứ? Kỳ lạ thật mà. Này, giặt nốt mớ này đi. Anh Hoàng, giặt nốt cho em mấy bộ quần áo đi. Em quần áo của em đi mà giặt. Sao lại bắt anh chứ? Hôm nay anh lại dám quát em à? Anh tin là em bảo mẹ cho anh ra ngoài đường với cái bụng bầu kia không? Thôi Cám, em đừng mách mẹ. Quần áo để đây, anh giặt. Biết điều như thế có phải tốt không? Lần sau nhá, đừng có để chửi lên rồi mới làm. Mình cứ tự nguyện như thế đi, không ai chửi mình đâu. Anh biết rồi mà. Biết rồi biết mãi thì phải làm đi chứ. Làm người ta mới ghét. Anh biết rồi, Cám là người xinh đẹp nhất trên thế gian mà anh từng biết đấy. Em là em không thích mấy thằng đỉnh đâu. Nhưng mà thôi anh thật thà nên là em cũng xui xui đấy. Đúng rồi, anh là anh không bao giờ biết nói dối đâu. Đúng Cám rồi. Là xinh đẹp nhất. Còn với chả cái, con mấy việc nhà thôi cũng không làm được. Cho nên là Cám đừng có mà mách mẹ nha. Mẹ đuổi anh ra ngoài ở, không có nhà. Tội anh, tội con, tội cháu của em nữa đó. Nha, nha Cám. Nhá cái gì mà nhá? Làm cái gì mà từ nãy giờ quần áo còn chưa giặt? Dạ không phải, con. Đây đây đây, mở mồm ra là cãi. Mày... Đây thì... Cứu mạng. Mẹ ơi, con xin lỗi. Thằng kia. Mày cả mười. Cám, tỉnh đi con. Cái thằng Hoàng kia. Sao bầu bí lại đi lại khó khăn như thế này cơ chứ? Tâm. Đúng là sinh ra một đứa bé lại vất vả như vậy. Tâm, ta đã đối xử không tốt với nàng rồi. Kia chẳng phải là Tâm sao? Tâm. Tâm ơi, sao nàng lại chạy trốn ta? Đợi ta. Tâm, nàng đâu rồi? Rõ ràng mình thấy nàng chạy vào đây mà. Sao lại không thấy đâu nhờ? Tâm, ta gọi nàng không nghe à? Tâm nào? Này, anh không ở nhà dọn dẹp đi. Anh chạy ra đây làm cái gì đấy? Anh tin là em phô mẹ không? Bước về nhanh. Rõ ràng anh nhìn thấy là Tâm mà. Sao lại là em? Anh bị ảo tưởng hoa mắt à? Tâm đánh gì ở đây? Chị Tâm đi công tác rồi. Anh đi về nhà dọn dẹp nhà cửa nhanh lên. Anh không về. Đi về. Anh không về. Ấy da, em về em phô mẹ. Cứ liền đấy. Sao mang bầu lại vất vả như thế này chứ? Đáng quá. Chai nước của ai đây? Ta sao lại đau thế này? Cậu ơi sao đây? Đau quá. Phải đưa cậu ta đi đẻ thôi. Đi đứng đây. Cố lên. Đi đau đi gặp quá. Bác sĩ. Cố gắng. Bác sĩ ơi. Bác sĩ, cứu cậu ta với. Đưa sao trẻ rồi. Đặt cậu ta nằm xuống. Nhanh lên. Nằm xuống. Cậu. Sao lại đẻ? Tôi không đẻ đâu. Gì mới đẻ chứ? Cậu này sắp đẻ rồi. Thôi hai người giữ tay cho tôi. Giữ tay đi. Giữ tay. Tôi không đẻ đâu. Bác thả sĩ ơi ra. Nhanh lên đi. Buông ra. Cậu phải đẻ. Đứa con này không tội tình gì cả. Đúng rồi đấy bác sĩ. Chặn đi nào. Đẻ đi. Nhanh. Tôi đau quá. Cố lên đi. Cố lên. Chặn đi. Đúng rồi. Cố lên. Đau quá bác sĩ. Cậu phải cố gắng đẻ. Sắp ra rồi. Cố lên. Gắn lên. Mạnh lên. Nữa đi. Mạnh ra. Sắp ra rồi. Ừ.
đẻ rồi à? Tôi đẻ rồi à? Sao lại không thấy đâu nữa? Mẹ, đúng vậy đi. Thế là đúng rồi đấy. Nhưng mà đây là thế giới của đàn ông mang bầu, sao Tấm lại mang bầu? Thế bây giờ con đã hiểu cảm giác của bụng bầu nó nặng nề, nó vất vả như thế nào chưa? Mà con lại bắt con Tấm xách nặng như thế hả? Dạ, con hiểu rồi ạ. Nhưng mà mẹ ơi, tại sao con lại có bầu ạ? Bầu đâu mà bầu, chỉ là giả thôi. Giả? Đúng rồi, là một vở kịch do mẹ và em Cám con bày ra. Giả ạ? Nhưng mà sao bụng con lại đau ạ? Chuyện là như thế này này. Nhanh nhanh nhanh, để đây này. Cho nó biết thế nào là đau bụng đẻ. Cho nhiều vào mẹ ơi. Xong rồi đấy. Con muốn thử nha. Đấy. Chị mẹ ôm thì lết hả con? Ừ vậy. Hiểu chưa? Con hiểu rồi. Nhưng mà còn mấy người này? Thì là diễn chứ làm sao nữa. Đây, đổ nợ đây. Hóa ra là cái mũ à? Tấm, tránh ra. Từ giờ ta sẽ chăm sóc nàng, mọi thứ cứ để ta lo. Mình về thôi. Ngứa hết cả mặt. Mẹ, 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 về đi, về, 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 về. Này, về cái gì mà về? Món gì của hai thằng này? Ba thằng chúng tôi từ sáng tới giờ hơi bị mệt rồi đấy. Tiền á? Tiền à? Quỳnh Tiên à, đuổi theo. Đói thế này thì phải đi tìm đồ ăn thôi. Wow, anh Hoàng mua nhiều hoa quả quá trời luôn. Wow, lựu vừa to vừa đỏ, ngon quá, đi thôi. Ngon quá. Anh Hoàng không có nhà, mình ăn uống thoải mái hẳn ra. Về nhà là thích nhất. Sao nhà cửa hôm nay trống vắng thế này? Sao yên ắng đến lạ thường mới sợ chứ. No quá, nhưng mà vẫn chưa đủ. Sao tự nhiên lại đau bụng thế này? Đau bụng quá. Anh Hoàng ơi. Tấm ơi, Tấm, ta về rồi này. Tấm ơi, Tấm ơi, Tấm, nàng lên tiếng đi chứ. Tấm, 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 nàng làm sao vậy? Anh Hoàng ơi, ta đau bụng quá, ta thấy con buồn nôn nữa. Đau bụng lại còn buồn nôn á? Sao lại đau thế này? Có ai không giúp ta với? Cô ơi, cô làm sao vậy? Giúp tôi với, tôi mang bầu, chóng mặt, buồn nôn quá. Thế bây giờ ta phải làm thế nào? Đưa tôi tới bệnh viện. Được, tôi đưa cô đi. Cẩn thận. Tâm, chẳng lẽ ta sắp được làm bố sao? Thế cũng không biết nữa. Mà thôi, để thêm dậy nấu cơm cho chàng. Khoan, nàng cứ nằm nghỉ đi, mọi thứ để ta lo. Từ giờ nàng chỉ việc ngồi chơi và giữ thai thôi nha. Chẳng lẽ mình mang thai thật sao? Vậy là từ nay mình không phải làm gì nữa. Thằng Hoàng đâu? Hoàng đâu? Ra đón bố mày vào nhanh lên. Ra đón đại ca vào nhanh lên. Hai người sang đây có việc gì vậy? Tao nghe tin Tấm nó có bầu. Đúng rồi. Vào thăm cháu gái. Đi vào thăm cháu của bé. Cần nhớ phải xin gái giống mẹ nha. Này Tấm ơi. Cháu của gì? Em Cám, dễ tới thôi. Hai người đến nhà bảo con, để con làm bữa thanh soạn cho hai người. Không cần, em mang sẵn rồi đi nè. Đen. Cái gì đây?
Tao bảo mày mua hoa quả, sao mày mua toàn đồ ăn vặt thế này hả? Đúng là nhà quê, dù chả biết gì. Mấy cái này bán đầy cổng trường, các em nhỏ hay ăn mà. Bây giờ cho con nó ăn dần. Bây giờ cho con nó ăn dần. Mày có biết ăn nhiều những cái này rất là độc hại không? Bao nhiêu đứa ăn vào rồi nhâm biến cái kia. Vứt ngay. Thôi mọi người ngồi đây nhé, để con đi lấy nước cho. Ồ, nước ê, 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 khoan. Nàng cứ ngồi đây, mọi việc để ta lo. Được. Để ta đi lấy. Dù với em chờ một chút nha. Nhanh lên, đang khát. Chị ơi, chị có bầu thế này, con chỉ biết nói chưa. Mày, nó có chạy ầm 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 trong đó thôi nha. Tâm ơi, thế cháu ông được mấy tháng rồi? À, từ khi mà bọn con biết tới giờ là 2 tuần rồi dự. Đâu để em nghe thử xem nào. À, con nghe thấy nó đang đánh DJ trong này nè. Ầm 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 kêu ầm 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 ầm. Ui dồi, cảm ơn. Tao đã bảo mày nhẹ tay thôi mà. Đầu cháu tao đấy. Đây đây đây, con mời Dưỡng ăn cam. Nước của nàng nè. Ôi cái con này, cam này là để cho cháu tẩm bổ. Mày cứ vơ phải cái gì là ăn cái đây. Không được. Đây, mày nhìn học chị mày đi nha. Cũng quá tuổi trăng tròn rồi, không mau mà đi lấy chồng đi. Ở nhà ăn suốt ngày tốn gạo tốn cơm. Con ăn ít mà. Đúng rồi đấy, em cám à. Hoàng ơi, Dương với mày ra shop lựa mấy bộ quần áo cho cháu tao còn mặc. Ý hay. Ừ. Em cám trông chị tắm giúp anh nha. Nhớ là phải nhẹ nhàng, biết chưa? Đi thôi nhẹ chưa? Ăn ít thôi. Đi. Đi cẩn thận nha. Nò quá. Chị tắm, đi chơi đi. Đi nha. Chị không đi đâu. Chị còn phải nói gì quá. Ai trên đời chẳng uống rượu, mà uống rượu là phải say. Bạn ơi, hai em non tơ kia nhìn được đấy. Tới bạn ơi, chị phải giúp cái không khí này. Hai em xin tôi ơi, có làm tí rượu với bọn anh không? Một chút là đấm say nè. Đây cái thằng ba lát này, mày uống rượu lúa hết cả mè mà không nhận ra chị mày là ai à? Ồ, em cám đấy à. Em tiên sư mày, vậy? À chị cám đấy à. Đúng rồi. Có đi làm tí mè với bọn em không? Sao phải xoắn chứ, chị đúng. Làm tí rượu với bọn em đi. Này, vodka đây. Mặt tao nó có hưng phấn với mấy chai rượu này không? Không bao giờ tao uống rượu luôn nhé. Hai ba vô. Trời ơi. Em cám thôi. Không bao giờ tao uống rượu. Không được uống nữa đâu. Ê, này có con mũ kia, để cho chị tao uống. Đúng chị rồi. Tao là tiên tử của cái làng này rồi. Đúng rồi đấy. Uống không bao giờ biết say đâu. Ê, ông ơi. Ê, uống đi ông ơi. Uống đi. Uống đi cho con cháu sau này nó có muốn có đức. Dạ. Uống thử đi. Uống đi. Uống đi. Chị không uống đâu. Ê, món này nhắm rượu là nhất luôn à. Chị đắp nhé. Không anh Hoàng về nói em không cho chị ăn. Nào đắp đi, đắp. Ăn nhanh đi. Rồi. Ăn nào. Ăn là phải uống đó nha. Uống đi. Vô. Uống nhiều vào. Tí thì đi tập 2 với tụi em nha. Ủa đi. Rồi quẩy lên đi chị ơi. Dậy lên lên. Quẩy lên đi. Đau bụng quá. Em cám. Làm sao thế này? Đứng lên. Đứng dậy nhảy với bọn em đi. Khỏe được. Uống rượu với nào. Bọn em đi. Vô vô. Em cám. Em say tới mê nè. Hả? Chuyện gì thế này? Mày bị sao thế? Đi 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 gọi người. Nhảy đi. Đi đi. Ê, có ai không? Ôi trời ơi. Ôi dồi ôi. Cứu ơi. Cứu người đi. Cứu người. Anh Hoàng. Cứu cứu cứu. Có chuyện gì mà mọi người hốt hoảng thế? Chị tâm tâm. Tâm tâm sao? Ôi dồi ôi, mày xong đời rồi. Mày đi vào đây. Ôi mày ơi, về cho lại. Về đi. Tâm ơi. Này, Tâm, mày vào đi. Nàng làm sao vậy? Tâm. Hả? Cái gì đây? Ôi dồi ôi, rượu. Con này tao đã nát rồi mày còn nát hơn nữa. Nàng tỉnh dậy đi, đừng làm tao sợ. Đau bụng quá. Em cảm, sao em lại cho Tâm uống rượu? Tâm ơi, mày xong nàng đời sao rồi không? Để ta đưa nàng đi viện. Nhanh lên, đưa nó đi viện đi. Ê, cái gì thối thối dưỡng nhà? Mùi na ná chuột chết đi. Chuyện quan trọng bây giờ là phải đưa Tâm đi viện. Đi nè. Ôi thối thật đi. Mày, đi cùng tao xem nó thế nào. Nhanh lên. Nhanh. Mày hả? Ây da. Cám,
đợi tao với. Chết tiệt. Mày liệu hồn bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi? Đứa trẻ có làm sao không ạ? Đứa trẻ có làm sao không? Đứa bé nào? Làm gì có đứa bé nào ở đây? Bác sĩ nói này, gì đây? Đứa bé ở trong bụng chứ ở đâu? Ông là bác sĩ mà ông không biết con tôi đang mang bầu à? Bị ngớ rồi. Đúng rồi đấy. Hả? Vợ của ngài làm gì có bầu đâu. Chẳng qua là ăn nhiều, đầy hơi, đau bụng nên đánh rắm nhiều thôi. Không có bầu sao? Thì con có biết gì đâu. Mà không có bầu lúc này thì có bầu lúc khác. Thôi ổn rồi, tôi xin phép nha. Cảm ơn bác sĩ. Tâm, chị đứng dậy ngay cho. Đứng dậy nhanh. Mày không có bầu à? Mày đền ngay cho tao số tiền tao vừa mua quần áo cho cháu tao nha. Hơi bị nhiều đấy. Đúng nha. Rồi, cả đống đồ ăn vặt em mua cho chị nữa. Nôn ra đây. Nôn ra đây. Còn phần của ta nữa, nàng phải làm việc nhà từ giờ cho đến khi nào có bầu thì thôi. Hả? Có phải lỗi tại Tâm đâu. Không đời nào. Tập trung vào, nhìn cho kỹ. Họp gia đình. Làm gì mà căng thẳng thế nhỉ? Thì mày có nghiêm túc để mẹ học không? Thì mẹ cứ trình bày đi, tai con nghe một con nhai chứ mẹ. Em Cám, mẹ giận rồi kia. Ôi giời, bé sợ, bé sợ. Đập gì mà mạnh thế? Lỡ, mẹ lỡ. Không sao, không phải giật mình. Sao mẹ ghẻ lại chiều em Cám thế nào nhỉ? Em đâu biết, phân biệt thế không biết nữa. Xem đi. Ăn nhiều vào con. Giấy siêu âm. Thai nhi 5 tuần tuổi. Tên Mộng Thị Cám. Em Cám, chuyện này là như thế nào? Em có thai á? Đúng rồi. Sau một thời gian lấy chồng, Cám đã có em bé. Mẹ được lên chức bà ngoại. Đúng thế rồi. Bọn con được lên chức bác à? Đúng luôn. Bác Tấm, bác Hoàng. Chức hoài phết nha. Chuẩn luôn. Này em Cám, cháu của bác. Lớn thế này rồi cơ à? Đúng rồi. Ồ, hình như mẹ nghe thấy nó đạp. Mẹ cứ dí mặt vào là nó đạp sưng mỏi lên bây giờ. Bây giờ hai đứa phải yêu thương chiều chuộng con Cám, biết chưa? Không được nói to, không được quá to. Mà tao nghiêm cấm là không cho nó làm việc nặng nhọc đấy nha. Mà tốt nhất là không nên làm gì hết. Con nha. Bà ngoại định của Trap. Chứ còn sao nữa hả mồm? Nhìn giống em Cám phết nàng nha. Lúc nào cũng bắt tay lên này nha. Anh năng. Chị á, không được để con búp bê tới gần em. Em đi từ từ thôi. Không ngã là mẹ ghẻ đánh bọn anh chết đi. Biết rồi. À này Cám, cháu anh sinh ra bao giờ nó biết mở mắt thế? Rất là mất thời gian. Bao giờ nó biết nói thôi. Còn khi sinh ra thì nó phải biết mở mắt nhìn luôn chứ gì. À thế hả? Anh Hoàng chả biết gì về nghệ thuật cả. À, à mà nó có ăn tôm hùm hay là vua hoàng đế không? Ui trời ơi, hỏi gì mà ngu thế. Ui giời. Mới Tấm. Sinh ra làm gì có răng. Này cũng sai rồi đấy. Mệt, mệt, Cám mệt. Mệt hả, mệt hả? Mệt quá. Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Cẩn thận, cẩn thận. Ngồi nhẹ thôi, nhẹ thôi. Nào, anh đưa đưa cho. Đưa. Qua, đi Tấm. Đói à? Cháu bắt đói à? Được, em ngồi đây, đợi anh xíu nha. Ôi. Vèo, đây. Cháu bắt ăn hoa quả đi, bổ sung vitamin, đẹp cho da. Ăn luôn. Nắng thế này cháu nó ăn không ngon gì cả. À, đây 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 đây, bác quạt cho. Trời nắng nóng thế chứ nè. Em lại sao nữa? Cháu nó nghẹn, nó khát nước. Nghẹn, nghẹn, Tấm, đi lấy nước. Nghẹn, nghẹn. Được rồi, chờ chị. Khát quá anh ơi, chị tắm lâu à. Ngọt thế, vừa chị mua tận bên Dubai về. Chả ngọt với ngon à, thơm nước mũi luôn. Uống này á, cháu bác còn thông minh nữa đấy. Hai bác này, được. Sao cho chân chăm cháu. Ui giời ơi, mãi chả xong. Mẹ làm gì đây?
Cám! Mẹ quát to cháu nó sợ thế này. Đau, 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 đau. Bà đây, bà đây. Đau quá. Thôi, cháu bà vào nhà nghỉ đi nha. Ở ngoài nắng lắm. Đi đi, nha. Quang, quang, quang. Úi dồi. Úi. Tức quá. Đi. Cám ơi là cám. Tao mà nhịn mày, 9 tháng 10 ngày nữa chắc tao tức hộc máu não luôn ấy. Tịnh tâm. Cám ơi. Ôi dồi ôi, con ơi, mẹ đã già lắm rồi mà mày còn hành hạ mẹ thế này à. Mẹ phải vui vẻ vì cái điều đó chứ. Mẹ, 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 mẹ. Sao đây? Đây, đây, cháu nó nào, cháu nào. Bà đây, bà đây. Đâu, 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 để bà xem, bà xem. Đây, 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 bà xem này, bà dí vào. Hey, đấm khỏe thế này. Cháu bà chắc chắn là cậu thủ đá bóng này. Đây là con trai, còn con gái thì khỏe mạnh. Yêu quá, yêu quá. Cháu bà mà lì. Chứ còn sao nữa, cháu bà mẹ ngoan ơi, cơ mà. Con thèm ăn trứng. Ăn trứng à, ăn trứng thì mẹ đi mua. Gì nữa? Trứng kia kìa. Trứng nào? Trứng rồng của ta. Mày lại thích ăn trứng rồng nữa cơ. À, thế mẹ không muốn con đẻ ra rồng mà. Trứng rồng mới đẻ ra rồng chứ nhỉ. Mẹ sẽ làm mọi thứ tốt nhất cho cháu mẹ. Đúng rồi. Đi đi. Khen cái giờ trứng. Tập hợp. Bọn con đây. Có mặt. Gọi bọn con gấp thế, triệu tập gì mà to gì đâu á. Cám, nó đòi ăn trứng đây. Thôi, thế thì mẹ ra chợ mua một container trứng về kèm Cám ăn thỏa thích. Đúng rồi. Thế thì bình thường quá. Còn Cám, nó thèm ăn trứng rồng của con búp bê đây. Hả? Đứng lại. Quay vào đây. Ai cho đi mà đi. Giờ hai đứa mày tìm cách nào đi lấy trứng về cho nó ăn. Nhanh, vì cháu của con, tấm nhà con sẽ làm được, mẹ yên tâm. Không. Không cái gì mà không. Đi nhanh. Ui giời, thế mẹ không đi à? Đi đi. Tao về trong con Cám. Đi sợ bà thôi. Kìa nàng ơi, nhà con búp bê kìa. Đi vào xem thế nào. Cẩn thận không có bám đấy. Không có ai. Đi vào nhẹ nhàng thôi, không nó phát hiện là không còn răng để ăn cơm đâu đó. Không biết hai đứa mình hy sinh chăm cháu nó như thế này mà sau này nó có đá mình ra ngoài đường không nhỉ? Chắc không dọn đâu. Đi lên. Chỉ cần quả trứng rồng này nở ra thôi là sức mạnh của ta sẽ tăng lên gấp bội lần. Giờ ngươi phải tìm cách làm cho quả trứng này nở ra cho ta. Để em cầm quả trứng này đi tìm cao nhân, rồi nó sẽ sớm nở thôi. Chàng ơi, giờ phải làm thế nào? Ta đã có cách rồi, đi theo ta. Giờ ngươi hãy cầm nó đi. Dạ, chủ nhân, đem đi luôn đây. Nhớ phải cẩn thận đấy. Ta đã có tuyệt chiêu lừa chúng nó rồi đấy. Thế chàng có cách gì? Nói luôn đi. Cách của ta đây này. Là sao hả anh Hoàng? Nàng cứ đi theo ta rồi sẽ rõ. Đi. Ta phải làm cho quả trứng này nở ra con rồng bự chà bá. Sao ngươi lại có quả trứng giống với quả trứng của ta hả? Đúng rồi, lấy ở đâu hả? Đừng có nhận vờ. Đây á là trứng rồng đây. Trứng rồng á? Của ta cũng là trứng rồng, nhưng mà sao của người lại màu hồng? Đúng rồi. À, trứng của người là trứng rồng cái đúng không? Thế thì gặp được chứng lại là đúng rồi. Thế thì con rồng của người sức mạnh không bằng con rồng đực của ta được. Con rồng đực có sức mạnh khỏe hơn con rồng cái của mình á.
Thế các người có thể đổi cho ta được không? Đổi quả này lấy quả này á? Mày bị ảo à? Ai đời lại đổi con đực lấy con cái bao giờ? Không được đâu. Giờ mà mình đổi con rồng đực này về, kiểu gì chủ nhân cũng khen. Thôi thì ta cắt thêm cái thỏi vàng khủng này, ok chưa? Đổi cho ta đi. Đủ chưa hả? Đợi ta tí. Tên này công nhận ngu dốt cộng nhiệt tình nàng nhỉ. Không được nghe, đi ra kia. Bằng phá hoại. Bọn ta cũng không phải vì tiền đâu. Chẳng qua thương nhà ngươi bị búp bê bắt nạt nên mới đổi cho ngươi đấy. Thế ta cảm ơn các người. Được rồi, ta đi nha. Kiểu này về chủ nhân sẽ khen. Đi. Sướng không còn. Mẹ, em Cám, bọn con đã lấy được trứng rồng về rồi này. Không những thế nha, còn được bonus thêm cục vàng to tướng luôn. Tặng cháu. Ui giời. Mẹ đi nấu trứng ăn cho bổ. Đợi mẹ, riêng cục vàng này hả? Anh chị tặng cho cháu, làm gối đầu luôn ấy chứ. Đấy, trông uy tín chưa? Quá tuyệt vời. Trứng tới rồi đây. Trứng rồng này, không biết nó có làm được việc hay không đây. Ê, chủ nhân ơi, chủ nhân xem này. Thế này là sao hả? Nãy chủ nhân đưa cho em là quả trứng cái, còn đây là quả trứng đực đó. Ôi da, ngu. Trên đời này chỉ có duy nhất một quả trứng đó thôi. Hả? Vậy sao? Đúng là không làm được tích sự gì cả. Vậy bây giờ mình phải làm sao hả chủ nhân? Cũng may là ta lường trước được độ ngu của ngươi. Nếu không thì đã. Định trộm trứng của ta sao? Không dễ vậy đâu. Chủ nhân thật là anh minh. Chẳng lẽ ngu như ngươi à? Nhưng mà em mất tiêu thỏi vàng rồi chủ nhân ạ. Bước đi này, thực sự ta không ngờ tới đây. Đi theo ta. Dạ. Này em Cám, ăn đi cho nóng. Nhưng mà không phải là con chê đâu nha, cháu nó bảo là hơi cháy. Vậy ăn cho nó chín. Chê nữa. Thôi ăn đi mà. Ngon lắm. Ngon không? Ngon. Trứng rồng ngon không? Ăn như trứng gà ấy nha. Ngon. Chuyện trứng rồng mà lì. Ngon không con? Nãy mẹ ở trong bếp nấu á, mùi nó cứ thơm nứt ra. Mọi người nhìn gì mà ghê thế? Cám, em nhìn đi, mặt em sao thế này? Mặt con gái tao sao thế kia? Trứng rồng kiểu gì thế này? Mẹ ơi, mẹ ơi, trứng rồng đẻo rồi. Chắc chắn là con búp bê nó giở trò rồi. Nó dám làm hại cháu tao á, tao không bỏ qua đâu. Đi, đi tắm. Nhanh. Mẹ. Ở nhà đợi mẹ. À, thế bỏ con một mình nè. Mang thuốc giải đi, trả lại vàng cho ta. Động đến ai thì động. Mày động đến cháu ngoại tao là mày xong đời mày rồi. Bọn ta sẽ liều mạng với ngươi tới cùng luôn. Tất cả là do mẹ con nhà ngươi tham ăn, đòi ăn trứng rồng của ta. Không có đâu. Không có này. Này, quả đây. Tiến lên. Yeah. Mày hả? Các ngươi giết nè. Đánh nó đi Cám. Quan đã. Lửa.
định chơi xấu ta? Còn lâu. Đúng là tụi con ngang con. Ngươi đây rồi. Cùng ta đi tìm hai người bạn của ngươi. Rõ. Cái đồ thiên nhiên khủng khiếp lại cho bọn mình thế này. Này lỡ lỡ này, sao chẳng ngủ được? Dậy đi. Nghĩ cách đi rồi còn đi về. Úi giời, việc này đơn giản. Mở mắt ra mà nhìn đây này. Xong rồi. Thế mà từ nãy cậu không dùng lửa để cởi hết dây trói đi, là mất thời gian. Có bảo đâu mà biết. Mất thời gian quá. Đi tìm thiên nhiên đi về còn chơi tiếp. Ừ nhỏ. Ôi cha mẹ ơi. Cục bông. Lửa và nước. Khôn hồn thì giao sức mạnh cho ta, không thì đừng trách. Hôm qua mày chơi đồ và bị áo hả? Nghĩ gì mà ta mang cho mày? Đúng mày vậy. Mày là sức mạnh của ta đây này. Đợi tao với. Lỡ, cậu mau làm gì đi, không thì sẽ chết ở đây đấy.
đồ vô dụng. Hết đá rồi, dừng lại rồi. Không biết tiếp tới nó sẽ làm trò gì nữa. Chúng ta phải nhanh lên thôi. Yeah, cậu nói đúng. Các cậu không phải được đâu rồi. Như vậy không ổn rồi. Cậu có cách gì không? Cách đó. À, không biết. Mẹ không mà. Biết. Cách gì hết? Các cậu đừng cố gắng gì tới nữa. Dù ít thôi, muốn thoát khỏi đây chỉ có một cách, đó là giết tớ. Cái gì đây? Hay đấy. Khá cho cái cách này. Mình thật là vô dụng với chủ nhân mà. Sao bụng của ta? Mời không muốn, lại muốn được phản à? Đến đâu? Sử dụng!